Lúa này lúc này bán được nhiêu ký? Bán được 8.150 vừa hôm. Rồi sao bên này cũng vẫn còn 8? Bữa nay người ta xin bớt 50 đồng. Còn 8.000? Còn 8.100. Ờ 8.100. Ừ. Vậy là lúa này lúa đài thơm hay là ô em? Lúa đài thơm. Được. 8.100 lúa đài thơm anh em ạ. À. Rồi bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh dụng miền Tây của mình ở đây, hai cây trăm lẻ quơ. Cái này cắt ở giữa đồng anh em ơi. Tiếp theo thì cây 105 hai đối thủ nặng ký. Cây 105 chờ cây 115 anh em ơi, đang qua cua kìa. Rồi đẩy theo cái 115 đúng. Ừ dữ dằn không, cái 105 này về thấy gì chứ, tốc độ không lại cái 115. Lúa này thì bán được 8.150, cò lái xin hết 50 đồng rồi anh em ơi, còn lại 8.100. Lúa đầy thơm đây tại hai cây 100 của Hàn Quốc, đây hai đối hai cây đang kết hợp anh em. Kiếm được dễ dở đây. Cái mồi này là cái 105 trẻ giữa. Rồi vô trẻ giữa luôn anh em ơi, lúa này quá trời trúng nè. Đây lúa đầy thơm, bông quằn sai luôn. Lúc này thì hai cây đang tham gia trẻ giữa luôn anh em ơi. Dữ dằn không? Hai tài này thuận với nhau lắm anh em ơi. Chạy chung coi. 115 đẩy lúc cây luôn. Đây lúa đầy thơm anh em ơi, lúa này công cũng cỡ 22 bao, 21 là 2 bao à. Rồi 200 này qua đây à. Cái này cũng đang đi tới luôn nè. Chạy chung luôn, chạy chung luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Rồi, rồi quẹo qua kia. Cái này nghịch rồi ha.
lúc nãy thuận lắm à. Máy này thì lái bằng cơ chứ không phải lái bằng điện anh em. Bằng điện là cái 120 mới lái bằng điện, cái này máy lái bằng cơ. Cây này thì cây 15. Này thì đội hình thì kéo ra gầm lúa này mà. Đây cái 115. Đây đội hình xe kéo bắt đầu đi gom lúa nè em ơi, nguyên một cục lúa luôn. Đây. Anh báo. Mà báo chạy sao rồi? Chạy nó giờ tức 4 lần rồi đó. Sức hả? Chạy hơn bằng đàn bà tất. Xe này đầy nè, hả? Mai cắt đầy đông dữ không? Ngon lành rồi. Còn hơi dùng. Tăng chút nữa đây. Nãy qua cô quá gắt bị xúc luôn anh em ơi. Nhảy ra ngoài. Rồi, còn mấy bao này chắc lụm rồi đi vô luôn á. Tài này chạy ghê lắm nha anh em. Tài này là tài bá báo. Tài dữ dằn luôn. Chắc xe lúa quá đẹp. Nhiêu đi vô hả? Em nở không? Vô. Nhiêu vô hả? Bao này 55 không? Cỡ 55 57 kg á. Bao bao dài. Không à. Tươi. Lúa đâu không? Lẻ đâu. Rồi, vô. Có vàng xe này vô luôn. Bữa nay cắt ở giữa đồng anh em ơi. Xa lắm. Thôi. Hai xe kéo ra lúc này để đi vô anh em ơi. Ê, cắm đậu kìa. Đậu vô.
tại vì cắt ở giữa đồng á anh em. Lúc này thì đội hình xe kéo đang kéo đi vô. Tại này là bằng mua anh em ơi, chứ không phải là bằng học. Mua chạy lắm. Kéo cái đường cũng hơi xa anh em ơi, đau. Cái gì chưa nói không? Ây cha. Rồi vô luôn. Đúng rồi. Qua qua mẫu quá nhiều và nhiều mẫu anh em ơi. Rồi đổ lúa. Ủa không phải, không phải. Cái bao đó chừng rớt kìa. Trời 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 trời, cao dữ anh em ơi. Ê ê. Ây cha. Quá nguy hiểm. Không đỡ là gớt rồi. Ở đây cũng có cây 70 độ nữa này. Đây có xe nữa anh em ơi. Xe này hỗ trợ cho cây 70 plus. Cao dữ lắm luôn nghe anh em. Quá xuống cái ảnh quá. Ê ê. Ừ giời. Tài này tài quyết. Kéo di chuyển đường xa lắm anh em ạ. Đi nãy giờ cũng khá là dài mới vô tới đây. Tàn quá whip. Trời 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 trời. Xe sao là lầy luôn á. Xe kéo này hỗ trợ cho cây 70 plus anh em ơi, cũng đang di chuyển kéo vô. Ôi ôi chiếc xe này cũng nhiều nha anh em. Mà cái lỗ này không biết sao à. Xe kéo kia bữa nãy xém lại cái à. Khá là nguy hiểm. Nằm, nằm là cái chắc. Nằm. Ôi giời. Bốc lên rồi. Quá đẹp. Lúc này thì xe kéo kéo lúa ra ra xăng anh em ạ. Ra đây là ra kinh lớn.
Lúa thì một công cũng cỡ 22 bao anh em ơi, 21, 22 bao. Lúc này thì ghe cũng cập để lấy lúa anh em ơi. Hiện tại cũng đang chuẩn bị đòn nè, chuẩn bị giác xuống nha. Rồi đây. Đây hiện tại đang chuẩn bị giác nè. Rồi, bao đầu tiên luôn anh em ơi. Trời ơi, bắt pháo luôn. Hiện tại đội hình công đoàn đang giác xuống ghe anh em ơi. Cắt lúa này thì ra căng liền anh em ơi. Cây này thì căng căng đồng hồ chứ không phải căng điện tử anh em ơi. Mấy chúng có thêm cho mọi nhà nữa. Chúng có cho mọi nhà nữa. Ê. Thank you.